FV xin gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị khách hàng nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xe Chất với hotline tư vấn là 0947 59 8859. Ngày hôm nay thì em Việt sẽ mang đến cho các bác chúng ta với một mẫu hatchback hạng A cực kỳ chất lượng đến từ thương hiệu Hyundai của Hàn Quốc. Bác nào mà đang có nhu cầu mua xe cỡ nhỏ cho vợ, cho mình hoặc là cho người nhà thì xin mời các anh chị chúng ta hãy cùng dành một chút để theo dõi về chiếc Hyundai i10 mà em Việt đang có tại đây. Chiếc xe này thực sự là chủ nhân cũ đi cực ít, và tất cả tình trạng xe thì em đều cam kết với các bác là còn nguyên zin nguyên bản, không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích, xe full lịch sử bảo dưỡng hãng, và đến thời điểm bây giờ nó mới chỉ có lăn bánh có 7.5 vạn km thôi. Vậy thì trước mặt các anh chị ngày hôm nay em đang có ở đây đó là một cái phiên bản Hyundai i10 máy 1.2 số tự động được nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ các anh chị nhá. Tất cả tình trạng xe thì như em vừa nói là cam kết cho các bác không một lỗi nhỏ, bao check test toàn quốc luôn, được chưa ạ? Và xe lăn bánh đúng 7.5 vạn. Vậy thì chất lượng chi tiết chiếc xe ra sao sau có thời gian sử dụng thì ngay bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta có thể cùng dành một chút thời gian để theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng của chiếc xe này để xem nó có xứng đáng để các bác bỏ tiền ra sở hữu cho mình hay không các chị nhá. Đấy, xe màu trắng, nội thất đỏ đen hai tông màu. Và đầu tiên thì chúng ta có thể đi ngay vào cái phần đầu xe giúp em nhé. Thì ở cái thế hệ này thì các bác thấy là chiếc Hyundai i10 nó được trang bị với bóng đèn halogen nhé. Nhưng mà đây em quay gần cho các bác cái đèn pha của nó này, để các bác có thể thấy là theo thời gian nhưng gần như nó không một tì vết luôn. Đấy, thứ nhất là những cái đường mép xung quanh đèn này chúng ta thấy không có khe hở. Cái thứ hai là chóa đèn nó không có vết xước, đúng không ạ? Hay những đường mép giữa thân xe và phần cản trước các bác nhìn giúp em này, nó rất liền lạc và thẳng tăm tắp. Đó, phía dưới này thì chúng ta có đèn LED định vị ban ngày nhá, và kể cả cái phần đèn gầm thì các bác có thể nhìn giúp em này, nó trong suốt như pha lê vậy, đúng không ạ? Hay những cái đường mép cabo này em quay cho các chị nhìn giúp em. Đây ạ. Đấy, nó phải thẳng tăm tắp và đều nhé, nó không có sự cong vênh, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là xe nó không đâm đụng, không va chạm. Đó, mà xe này thì chủ người ta đi rất là giữ gìn, đúng không ạ? Và bảo dưỡng là định kỳ trong hãng luôn. Vâng, i10 nhưng mà chăm phải nói là như xe sang các bác ạ. Các chị nhìn cho em này. Đấy, cái đèn pha bên phía lái nhá, nó cũng vậy này. Đấy, những đường mép này các bác nhìn này, nó thẳng tăm tắp luôn. Đây ạ, xung quanh không khe hở. Đó, rất là ok nhá. Với cái phiên bản này thì các bác chúng ta sẽ có la răng phay. Đấy, la răng phay và đây. Đấy, quay cho các anh chị ta nhìn giúp em nhé. Mà chiếc xe này thì mới thay dàn lốp từ đời 19 mà đến bây giờ các bác nhìn giúp em này, gai lốp nó vẫn còn rất là dày. Đó, mà lốp là lốp cả dàn lốp mít nhé. Và các anh chị nhìn mà em xe nó chạy ít này. Cái cụm phanh bên trong. Đấy, nó còn trắng phao phao như mới tinh luôn. La răng 14 inch các chị nhá. Ngoài ra thì với phiên bản này chúng ta sẽ có xi nhan đấy, tích hợp trên gương chiếu hậu. Và các bác nhìn giúp em những cái đường mép cánh này. Đấy, nó phải thẳng tăm tắp và đều như kẻ chỉ từ trên xuống dưới. Hay là kể cả cái ba vô lê này, các bác nhìn chiếc xe nào này. Đấy, cái lớp sơn nguyên bản này. Đấy, chỗ này nhá, ở chỗ ba vô lê này, nó còn như thế này. Đó, thẳng tăm tắp đây ạ. Không một từ để chê luôn. Nói chung là như em nói là con này mà các bác mua để đi hoặc là mua cho người nhà thì cực kỳ yên tâm. Tay nắm cửa mạng chrome này, tích hợp cảm biến khóa mở nhá. Và các anh chị có thể nhìn cho em này, những cái đường mép cánh này. Đó, quá ok luôn. Và tổng thể thì ngoại thất của xe này đây, em quay thật là kỹ nhá để các chị ta có thể là cảm nhận được cái chất lượng của xe này. Đấy, tổng thể sơn xi bên ngoài gần như là các bác mua về không phải làm gì. Xe được trang bị hai phanh đĩa trước và hai phanh tăng trống phía sau. Đấy, phần phía sau thì chúng ta sẽ có một cái đuôi gió tích hợp đèn phanh trên cao này, có gạt mưa kính phía sau nhá. Đấy, và các bác có thể nhìn giúp em này, quá đẹp luôn. Đây ạ, quay gần để cho các chị ta nhìn giúp em cái đèn hậu của nó này. Đấy, chiếc xe này được trang bị bóng đèn halogen, chủ nhân cũ lên bác cái đèn LED bên trong này. Đấy ạ. À, như ngay chị nhìn, thứ nhất là cái đường mép này cực kỳ là ok luôn. Đó, con này thì không bàn về chất nhá. Và cái bản nhập Ấn này thì anh chị nào từng đi thì các bác thấy là cái chất lượng của nó thực sự rất ok, đúng không ạ? À, một cái mẫu xe hatchback nhỏ gọn lành, bền. À, phía sau thì với cái phiên bản này nó sẽ được trang bị chúng ta với cảm biến cảnh báo va chạm. À, và động cơ máy là 1.2 nhá, thì chúng ta thấy là nó sẽ có cái logo 1.2 ở đây. Được chưa ạ? Và đây ạ, Grand i10. Và một cái dòng xe hatchback hạng A rất là quen thuộc. Và mở luôn ngay chị ta cái khoang cốp ra này. Đó. Thì chúng ta có thể thấy là gần như i10 là cái mẫu xe mà nó mang đến cho chúng ta cái cốp sau rộng nhất trong phân khúc hatchback hạng A. Rộng hơn Fadin nhá. Đấy, hay là Morning, đúng không ạ? Và anh chị nhìn cho em độ zin của nó này. Nguyên zin nguyên bản nhá. Đây ạ, từng con ốc này không một vết vặn. Đó, và nội thất còn rất là mới. Đây ạ, sách hướng dẫn cái thứ này vẫn còn nguyên bản đây này các anh chị này. Đồ đạc kích thay thế nhá. Đấy, phía dưới này thì đây. Đấy, các bác nhìn cho em này, chủ nhân cũ người ta là lót cái tấm da này. Phía dưới này là lốp dự phòng này. Các anh quan trọng các anh chị nhìn cho em cái sắt xi của nó. Vâng, quan trọng là cái sắt xi các anh chị nhìn cho em nhé.
Đấy, đồ đạc kích thay thế đây các bác nhìn này. Đấy, nguyên zin nguyên bản. Đó, kể cả cái khóa các bác nhìn với em cái con ốc này, nó còn ánh 7 màu. Đó. Con này thì quá đẹp luôn rồi. Và các bác mà tìm ra lỗi nhỏ thì em Việt hoàn tiền cho anh ta 100%. Đấy, các bác cứ đem đi check test thoải mái giúp em, nhờ thợ đến kiểm tra cũng được. Được chưa? Đấy, và các bác nhìn giúp em này, đây cái đèn hậu bên phía phụ này. Nó cũng đẹp xuất sắc luôn nhá. Không một tì vết. Đó, cái dòng này đi rất là thích. Gọn gàng, lành, bền. Đấy, và các bác nhìn này, tay nắm cửa này. Theo thời gian mà nó vẫn còn nét căng như này. Đấy, tổng thể sơn xi bên ngoài là gần như là về các bác chúng ta không phải làm gì nhá. Đây bên này các bác cũng có thể thấy là kể cả cái chi tiết ba vô lê này. Cái này là cái sơn zin của hãng này. Các bác này nó sần này nhá. Đó. Cũng không một vết xước luôn. Quá ok luôn, đúng không ạ? Vâng, xi nhan tích hợp trên gương này là giải đèn led này. Vâng. Vậy thì đây hay là các bác nhìn cho em là cái la răng này. Đấy, chủ nhân cũ là đi nó rất là cẩn thận này, hay là cũng phanh bên trong này. Mới chưa? Vâng, quá mới luôn. Vâng, thực sự là quá mới luôn. À, vâng, vậy thì đó là cái phần ngoại thất của chiếc Hyundai i10. Bây giờ để giúp các chị chúng ta đánh giá cái tình trạng chất lượng chiếc xe kỹ hơn nhé, thì em sẽ quay các bác cái phần nội thất bên trong để các anh chúng ta có thể đánh giá cái tình trạng sau quãng thời gian dụng. Và vậy thì đây là cái nội thất bên trong của chiếc Hyundai i10. Với cái bản 1.2 này thì chúng ta sẽ có nội thất mang tông màu đỏ đen. Nó còn một cái bản 1.0 ấy, thì nó là màu kem đen và ghế là ghế nỉ. Nhưng mà chiếc xe này thì các bác có thể thấy đây là được trang bị cho chúng ta là ghế da kết hợp với nỉ đỏ ở giữa nhá. Và đây là tất cả da zin này, các bác nhìn cho em này. Đấy, xe chạy có 7 vạn rưỡi thôi, các bác nhìn cái chi tiết của nó còn rất là mới. Đấy, vô lăng được bọc da nhá. Đấy, các bác nhìn cho em này, vô lăng bọc da này. Đấy, các chi tiết đây ạ. Đấy, các bác nhìn cho em nó mới chưa? Đó, cực kỳ là ok. Con này chắc là chỉ bàn về giá thôi. Nhưng mà cái giá cái dòng này thì thực sự cũng chia sẻ với các bác là gọi là xe đổi, nên là bên em cũng để cho các anh chúng ta một cái mức giá rất là tình yêu. Xe này chắc bị đề nổ nhá. Nhưng các chị nhìn cho em cái chi tiết của nó này, còn rất là mới này. Đấy, đầu đài nguyên bản. Được chưa ạ? Đầu đài nguyên bản nhá, có kết nối Bluetooth này. À, hệ thống điều hòa chỉnh cơ này, khu vực cần số thì đây, được bọc da nhá, cũng tông màu đỏ đen. Đấy, các cái chi tiết khóe vô lăng ngay chị nhìn cho em này. Đấy, rất là mới luôn. Vâng, đây nổ máy thử các bác nghe nhá. Đấy, xe chạy zin 7 vạn rưỡi. Được chưa ạ? Bao check test thoải mái luôn. Như em nói là con này là full lịch sử bảo dưỡng hãng. Đấy, các bác có thể là vào hãng check thoải mái. À, ở đây chúng ta có một cái gương chiếu hậu nhá, và nó tích hợp cả cam lùi thì nó ở trên này các anh chị này. Đấy, các bác có thể nhìn nó hơi chói một chút vì cái gương này nó gương chống chói. Đấy, đây là nó có cái cam lùi đây. Được chưa ạ? Đó, rất là ok, đúng không ạ? Cổng cắm sạc USB tai nghe này. Đó, vào đây là đồ zin nguyên bản của xe, thì em lại quay các bác cái chi tiết bản lề nhá. Để các anh chị ta có thể thấy giúp em. Rất là ok, đúng không ạ? Rất là ok. Và tiếp tục thì đây ạ, các bác có thể nhìn giúp em là các chi tiết của nó đây. Nguyên zin nguyên bản nhá. Đấy, nguyên zin nguyên bản, được chưa ạ? Và các bác có thể thấy là các chi tiết tắp đồ tắp bì của nó đây. Keo chỉ này, các ô tôn của nó này. Đấy, rất là vuông vắn này. Các bác thấy ok chưa? Đấy, hay là từ con ốc. Đấy, từ cái chốt khóa, tất cả cái tem mát các bác có thể thấy giúp em này, và kể cả cái chi tiết nhựa. Ở cái bậc chân này, bước vào này, các bác có thể thấy nó mới chưa? Quá mới luôn, nội thất bên trong này, hàng ghế này. Đấy, căng đét. Đây ạ, các bác nhìn giúp em nhé. Không chê được đúng không ạ? Chân này, chân nỉ này. Đấy, rất là tuyệt vời. Và tiếp tục với cái hàng ghế thứ hai nhá. Thì các bác có thể thấy là chiếc i10 thì dù là một mẫu hatchback hạng A, nhưng hàng ghế sau này vẫn đủ thoải mái để các bác ngồi hai người lớn và một trẻ em. Đúng không ạ? Hai người lớn một trẻ em nhá. Và cái nội thất vẫn còn rất là mới này, từ cái lưng ghế này. Đây các anh chị nhìn giúp em này. Đây. Đó, các bác thấy ok chưa? Đấy, rất là tuyệt vời nhá. Và đây ạ, các anh chị nhìn giúp em này, các chi tiết bản lề của nó đây. Nguyên zin nguyên bản. Đấy, tablo tapi đây. Đẹp xuất sắc nhá. Đấy, đây kể chi tiết da này các bác nhìn này. Không một tì vết luôn. Keo chỉ đương nhiên là cam kết các bác không cm nào. Nói chung là các bác như em nói là các anh chị chúng ta cứ tìm ra lỗi bên em hoàn tiền. Đây ạ, các bác nhìn cho em nhé, chi tiết bản lề của nó đây. Đấy, rất là tuyệt vời nhá. Đây, keo chỉ zin này. Xuất sắc chưa? Đấy, nó quá đẹp luôn. Đấy, từ cái móc khóa này. Đấy, quá ok luôn nhá. Bao zin hết toàn tập cho anh chị nhá. Đấy, bao nguyên zin nguyên bản hết cho anh chị từ A đến Z này, tắp lô tắp pi này. Từ cái móc khóa này, đấy, từ nóc này. Và như này các chị đã thấy cái nội thất của chiếc xe nó đẹp chưa? Đó, đó là nội thất và ngoại thất nhé. Và bây giờ thì em Việt sẽ quay các bác cái khoang động cơ để chúng ta có thể đánh giá tình trạng xe này. Và vậy thì đây là khoang động cơ nhá, với cối máy 1.2. Nhưng mà đây các bác nhìn cho em này. Thứ nhất là máy zin này, gioăng zin này. Từ con ốc, con này là bao zin bắt từ gioăng dàn cò nhá. Đấy, các anh chị nhìn cho em. Đấy, và đây là ốc cabo đây, cũng không một tí vết này. Đó, các chi tiết phần ụ giảm sóc các anh chị này. Máy còn rất mới luôn, máy 1.2. À, mức tiêu hao nhiên liệu thì nó chỉ rơi vào khoảng loanh quanh 6 lít thôi cho 100 km nhá.
Doang số gì này, các bác nhìn thấy doang đỏ phía dưới chưa ạ? Rất mới luôn. Vâng, thực sự là rất là mới luôn. Đây các bác nhìn này. Đó. Không có gì để chê cả, từ cái nỉ cái gầm này hay những cái lỗ tròn này. Đấy, như này các anh chị đã cảm thấy yên tâm về chất lượng của chiếc Hyundai i10 này chưa? Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của mẫu Hyundai i10 phiên bản máy 1.2 sản xuất năm 2014 nhập Ấn. Siêu đẹp, con này phải nói đúng là siêu đẹp luôn các chị nhá. Đang có mặt tại showroom của em Việt. Và mức giá hiện tại em đang chào bán cho mẫu xe này ngày hôm nay với con số là 275 triệu và còn có thể thương lượng được. Quý anh chị nào chúng ta yêu mến và quan tâm thì xin mời các bác chúng ta có thể liên hệ trực tiếp cho em theo hotline là 0947598859 hoặc ghé qua địa chỉ của showroom em Việt xế chất ở lô 100.09 đường Trường Chinh, thành phố Hải Dương. Ok không ạ? Vậy thì một lần nữa rất là cảm ơn các bác nhà mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Và anh chị nào ta thực sự quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho em để hỗ trợ tư vấn các anh chị nhé. Và một lần nữa thì chào các bác và hẹn gặp lại các anh chị trong những lần giới thiệu xe tiếp theo của kênh YouTube Việt Xe Chất.